Thưa các chị hữu, tôi xin bổ túc cái phần trình bày của giáo sư Hà Thiên Việt về cơ cấu tổ chức của chúng ta. Tôi không đi sâu về phần chính trị nhiều, chức năng, quyền hạn, cái công việc, thì các chị hữu sẽ nhận được cái quyền trị đó. Quyền trị điều hành này nó không phải là chỉ có diễn tả về, không phải chỉ chú trọng về phương diện quy định trong cái hệ thống tổ chức của chúng ta không, mà cái quyền trị này cũng giúp cho các chiến hữu có một cái khái niệm được diễn đạt bằng những sơ đồ tổ chức của từng bộ. Ở đây thì chúng tôi cũng đã soạn thảo và mình giới thiệu thực để làm xong chuyện đó, nhưng mà nó chưa có hoàn hảo. Tôi thiết nghĩ là cái bản quyền trị này, cái sơ đồ tổ chức này, sau khi chúng ta cải tổ cái nội các thì xin gửi đến các bộ mỗi vị một bản một cái copy, các chi hữu về nhà bổ sung mọi vấn đề, chứ không phải chỉ có bổ sung về cái sơ đồ tổ chức không. Theo ý kiến của các chi hữu, được một số kinh nghiệm của các bậc đàn anh, những vị mà những người bạn bè của các chi hữu, cũng như bà con hay là thân hữu của các chi hữu, để cho cái huấn thị này nó đóng thành sách, có nghĩa là cái bản huấn tu chính hiến chương này cộng với cái huấn thị điều hành của chính phủ chúng ta thành một tập sách, đó là cái Bible của chính phủ chúng ta. Tôi nhận thấy là một hai hoặc năm người soạn thảo cái bản huấn thị này không có đầy đủ, không đủ, không cách gì có thể đầy đủ được, chỉ là cái điểm phát họa sơ khởi, gợi ý cho các chiến hữu, đặc biệt nhất là các vị trọng bộ trưởng và thứ trưởng. Thì tôi xin đề nghị sau cái buổi hội nghị này, ngày mai các chiến hữu mỗi người có một cái copy sơ đồ tổ chức, quyền tự điều hành và tất cả mọi chuyện trong đó. Thời gian chúng ta sẽ hoàn bị không quá 30 ngày, tức là các chiến hữu đem về bàn với nhau trong bộ của chúng ta. Nếu có thứ trưởng thì bàn với thứ trưởng, không thì bàn với bạn bè, không nữa thì bàn những bậc đàn anh của chúng ta đứng ngoài chính phủ và những người cao trọng, những vị mà họ đã có từng kinh nghiệm đối với Mỹ, đối với quốc tế, đối với Pháp, đối với Úc, đối với Tây và đối với Việt Nam Cộng Hòa để biết này. Có như vậy thì cái bản huấn trị này nó mới xúc tích được, chứ không cách gì mà một người hai người viết như thế này là đầy đủ rồi. Viết trong vội vàng và viết trong hấp tấp, không có mang lại những cái yếu tố căn bản. Bởi vì chúng ta đã tuyên bố là chúng ta phải tập sự làm chính phủ, điều hành các bộ ngay từ bây giờ, để chúng ta sẽ lãnh đạo đất nước chúng ta trong tương lai, đúng không? Thế thì không có một lý do gì chúng ta vội vã cả. Do vậy cho nên theo ý tôi đó, thì cái bản photocopy này sẽ được gửi đến tận tay các chính phủ, và mong rằng cũng đừng để nó kéo dài lên thêm. Để sau 30 ngày chúng ta phải ấn hành, ấn bản đó. Và tất cả các ý kiến của các chiến hữu sẽ được gom góp về lại và có một cái hội đồng để mà duyệt cái ý kiến của các chiến hữu của từng bộ một. Trong đó cũng có một số vị ở trong hội đồng Liên Quốc gia và một số vị trong hội đồng cố vấn. Thì tôi sẽ cố gắng cho thực hiện những vị điều hành này càng sớm càng tốt, để chúng ta phát hành ra phía bên ngoài trong sản phẩm chính phủ của chúng ta, và đồng thời đối với đồng hương của chúng ta nữa, những người thân hữu chúng ta chuẩn bị mở mặt. Về phần của tôi đó, thì tôi cũng xin gợi ý để cho các chiến hữu nào mới vừa được đề nghị cũng như đã được bổ nhiệm trước đây mà chúng ta đã quên lãng những cái trách nhiệm của mình, cái vai trò của mình. Khi mình đứng ra mình nhận một chức trưởng rất là lớn, đó là tổng bộ trưởng rồi thứ trưởng, tôi vẫn có cái nhìn sau 3 năm, hầu như đa số, thiểu số thì tôi không dám nói, có một số vị thì không dám đề cập, nhưng đa số sau khi nhận cái chức vụ của mình, không có tổ chức cái bộ mình hoàn thiện, chỉ có mình vậy thôi.
Nên là khi nào có việc thì làm, không có thì thôi. Không có một kế hoạch gì cho cái bộ của mình cả. Tôi điều hành cái nội các mà đến ngày hôm nay thì tôi chỉ nhận được kế hoạch có một vài bộ thôi, chứ không có nhiều. Và các bộ khác là hầu như là khi nhận cái nhiệm vụ rồi thì đã trôi rồi. Tôi muốn nói lên cái điều đau đớn nhất của trong chức vụ mình tôi đó. Và tôi cũng hiểu tại sao. Đâu có phải là chính phủ chúng ta khi mà giao một cái nhiệm vụ như vậy đó phải là đùa giỡn. Đâu có thể đùa giỡn được. Và cũng phải là nhận đấy chứ có lẽ nó có chiến lược. Nếu mà tôi nhận một cái bộ nào đó thì mà tôi thả trôi vậy tôi thấy khó chịu. Tôi không hiểu quý vị nghĩ sao, nhưng đối với tôi cảm thấy tôi hoàng hoại. Trong một tháng mà tôi không có một kế hoạch gì và tôi không làm được cái gì cho, với tư cách là một tổng bộ trưởng hay là thứ trưởng, tôi thấy rất là khó chịu. Vậy mà trong chính phủ của chúng ta đã có những người như vậy. Thật sự mà nói thì thông cảm thì cũng thông cảm cho hoàn cảnh gia đình có khăn khó, nhưng mà đâu đến nỗi nào một vài năm như vậy mà cũng làm được cái gì, không tổ chức được. Ví dụ bây giờ không có thời gian, mới giao công việc ngày hôm nay thì bảo tháng nữa thì cũng khó thật, nhưng mà năm tới cũng làm được chứ không. Trong một năm mà không làm được gì sao, rồi năm thứ hai cũng làm được gì sao, rồi năm thứ ba cũng làm được gì cả. Không mời được một thứ trưởng, không xây dựng cho mình một cái staff, cũng không có được một cái cabinet, một cái hồ sơ để mà cho cái bộ của mình. Không có một cái dự án gì cả, không để trình lên, mặc dù chỉ là gì, đề án thôi, chỉ là dự án thôi, thì chúng ta cũng có đủ khả năng để mà làm một dự án chứ phải, để trình lên cho Thủ tướng. Mà thường thường tôi mà nhận được một dự án gì đó là không bao giờ tôi bỏ bê đâu các chiến lược, tôi quý trọng với đó. Đó là cảm chất sẵn và sự quan tâm của người ta, của vị tổng trưởng thứ trưởng đó. Tôi quý trọng lắm. Những cái dự án mà ngày xưa khi mà đô đốc biết, tôi về tôi ép plastic cả một chương trình dày gần cái tâm trang. Tôi quý trọng, vô cùng quý trọng. Và tôi để ngồi trong cái tủ của tôi không bao giờ dám cho ướt nữa, hoặc là cho bụi bặm đậm. Và tôi bằng mọi giá tôi phải khai thác cho bằng được những cái đề án đó. Dù rằng không có trọn vẹn, không có đáp ứng toàn bộ cái dự án đó, nhưng ít ra cũng phải được một phần nào. Cho nên hôm nay nhân dịp nói về cơ cấu tổ chức, muốn thị điều hành của Hội đồng Hành pháp Quốc gia và của chính phủ của chúng ta, tôi cũng không quên để xin nhắc nhở các chiến hữu vừa nhận các cái nhiệm vụ trong cái bản đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Nếu các chiến hữu nhận nhiệm vụ rồi thì cũng đừng để những cái vết đau thương này giống như cái vết đau thương mà chúng tôi đã trải qua của một số vị tổng bộ trưởng trước này, thật là đau khổ. Tôi không có thể diễn đạt được cái nỗi đau khổ và buồn tủi của tôi khi nhìn thấy ba năm trời có những vị 2 năm trời không có cái gì cả. Tôi đến nỗi là mà thẳng như vậy, thẳng cái chịu, mà cũng không đến nỗi là mà không có uy tín đến mức độ như vậy để đi mời gọi, tại vì mình không chịu làm, không chịu quan tâm và xem nhẹ cái nội các của chúng ta quá, xem rẻ cái chính phủ mình quá, xem thường cái quyết định bổ nhiệm quá. Tôi chưa thấy có một chính phủ nào mà khinh thường như vậy, tức là thành phần nội các khinh thường lệnh bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Khi đã tôn trọng người ta rồi thì cũng phải thực thi chứ. Đó là cái đau đớn của cái chính phủ cách mạng Việt Nam của mình, của chúng ta. Và chính cái đó, cho nên báo chí bên ngoài, mọi người, quần chúng, cộng đồng và một số thân hữu của chúng ta, đôi lúc họ cũng nhìn đến bản thân của những chiến sĩ đó, những chiến hữu đó đang mang trong người là một
chức trưởng rất là cao trọng mà không làm được cái gì cả. Họ cũng thấy thế vậy. Từ đó họ kinh bỉ và họ không trọng cái chính phủ của chúng ta. Họ không nể sợ cái chính phủ của chúng ta. Và chính phủ chúng ta không có cái sức hút mạnh để họ đến. Cho nên tôi xin gợi ý với một số các vị cũ cũng như mới, các bộ nhân dịp trong bản trong ngày tu chính hiến chương và cải tổ nội các này những điều sau đây. Tôi sẽ đầu tổ chức thì Bộ Thủ tướng có thành lập 4 cái ủy ban: ủy ban tình báo chiến lược, kinh tế tài chính, ủy ban nghiên cứu chiến lược và ủy ban thanh tra. Các cái ủy ban này để giúp cho cái Bộ Thủ tướng nghiên cứu, soạn thảo, lập kế hoạch theo chính sách của chính phủ để cho các bộ thực hiện chính sách đó, đóng vai trò rất quan trọng. Chứ không phải dùng hai cái chữ ủy viên là ủy ban hay thế nào kia là nhỏ hơn cái tổng bộ trưởng rồi, để cho ông tổng trưởng đóng vai. Tôi xin nhắc lại, ngày xưa khi mà chúng tôi thành lập hội đồng điều hành trung ương, tôi có một vòng tròn khép kín 10 chủ ủy ban. Thì cái 10 ủy ban đó nó không khác gì với cái các ủy ban này hết. 10 ủy ban đó để soạn thảo trong các công tác thống tiết, kinh tế tài chính, ngoại giao, an ninh tình báo, công tác nội chính. Tức là tôi để ra cái 10 chủ ủy ban nó nằm trong vòng tròn khép kín. Hay lắm chứ, mưu thức rất là hay. Nhưng mà vì mà các bộ ủy ban và các vị được bổ nhiệm vô nhận cái chức vụ ủy ban đó để mà chơi cho nó vui thôi. Đây là chuyện rất là tạm tạm, không có ý thức trách nhiệm gì cả, xem rất là thường. Đấy. Từ đó cho nên các bộ ủy ban đó không có thúc đẩy và không có được một cái kế hoạch cho các bộ ở dưới họ thực hiện. Rồi từ các bộ ở dưới lại càng lơ là nữa, cho nên đứng và chậm trễ. Cuối cùng các chiến hữu nhìn thấy tôi phải vất vả vô cùng. Những ngày tháng ban đầu có nhiều người mới vào trong chính phủ bảo là trời ơi, chuyện gì mà làm trưởng đoàn hạ cánh văn tổng thư ký, tôi không làm việc mới đâu, trời ơi lãnh đạo gì kỳ cục như vậy, ông làm có khoa học cái gì ông ôm đồm hết á. Nói thì dễ nhưng mà vào thử đi làm sáng ôm được. Có một số cán bộ như vậy, các ủy ban như vậy, làm sao không ôm được? Nếu không ôm được làm sao nó chạy việc bây giờ? Nhiều điều cay đắng lắm các chi phủ này, không ai có thể hiểu nổi. Còn ngồi nói trên lý thuyết á, tôi thấy 100 người nói trên lý thuyết của tôi nhiều lắm rồi. Nhất là những người mà họ cho là có kinh nghiệm, họ bạn đi vào đi, thực tế rồi chúng ta mới thấy cái khó của nó. Cái đó nó không phải là không biết là, nhưng nó bị trì trệ là do một số vị đã được bổ nhiệm không có làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Tôi hy vọng kỳ này chúng ta không có phải vấp phải cái tình trạng như trước đây 3 năm vừa qua như vậy nữa. Tôi xin có một vài ý kiến đối với một vài bộ quan trọng thôi, chứ tôi không có trình bày dân dài, bởi vì giới sư là tôi được đã thông qua hết 20 bộ. Các bộ sau đây rất là quan trọng. Thứ nhất là bộ kế hoạch. Thì trong phần bộ kế hoạch, tổng trưởng bộ kế hoạch nên tự đi tìm cho mình những vị thứ trưởng hoặc là ủy viên công cán hoặc là đồng lý văn phòng tốt hơn. Không phải bộ kế hoạch không, mà tất cả bộ nào cũng vậy, tự đi chọn cho mình và đề nghị lên Bộ Thủ tướng và Hội đồng Nhân quốc gia để duyệt, bắt buộc đó là hệ thống mới thực hiện. Nhưng chính tổng trưởng đi chọn cho mình cái sắp làm việc dễ hơn là để chính phủ chọn và đặt bài thất bại. Tôi nói ví dụ, có một vài bộ trước đây hiện giờ này, hiện giờ tình trạng bây giờ đang xảy ra này, chúng tôi mời chọn số vị tổng bộ trưởng, chúng tôi lo lắng
là không có thứ trưởng thì bộ trưởng không có tay chân. Chúng tôi đi tìm luôn, chọn luôn, đề nghị giúp cho bộ tổng bí thư. Họ làm được. Bằng mặt cũng có cơ bản lắm. Rồi bên cạnh đó nó có những cái những vấn đề khó nói đó. Có nghĩa là không có thích hợp với đâu, không có hợp rơ đó, không có ăn khớp mà không làm gì. Ngồi xuống là cãi cãi gãi liên tục một đường vỡ đó. Thì cuối cùng người này đi họp thì người kia không họp nhé. Hiện nay trong chính phủ chúng ta đang cũng có một vài bộ như vậy đó. Thứ trưởng gì mà tổng trưởng đi họp là thứ trưởng không thèm họp, nó họp vô ích. Bởi vì có tổng trưởng rồi thứ trưởng đi họp vô ích, mà không có quan niệm cái hội nội các nó quan trọng đến mức độ nào đấy, cũng buồn. Mà đó là trẻ nhá, đó là thành phần trẻ trung mà tôi dám quyết định nó bổ nhiệm, mà tôi đã sai lầm trên kinh nghiệm của tuổi trẻ. Chứ không hẳn là trẻ là mạnh đâu, không phải trẻ là đầy kinh nghiệm đâu, không phải trẻ là giỏi đâu. Có nhiều lớp trẻ phá hoại người lắm, cái nhân viên vô là hư hỏng hết, làm cho cái nội các con ra gì đâu. Cho nên nhiều lúc chúng ta nói trẻ trung quá vậy chứ, có những người thanh niên trẻ lên đồng như là lắc mắt làm không được, nhưng mà tự cao đó, tự đại. Nhiều lúc ra thi thố tài năng thì xin lỗi làm ông xã trưởng chưa xong. Đây là tôi nói rất là chân thành với các thiên hữu. Làm xã trưởng làm ông không nên mà, vì vì trong cách mạng cho nên chính phủ cố gắng là nâng đỡ cho họ thi thố tài năng. Cái trong cách mạng bây giờ chọn lựa đến bao giờ rồi, những anh em nó cũng không hiểu được, mình không có hơn ai cả, ngồi đó chỉnh kệ nhé. Hôm nay tôi thế này hư hỏng hết, bây giờ biết làm sao bây giờ, mới từ từ thay thế thôi, bây giờ biết làm sao. Cho nên trẻ cũng phải thay thế chứ đâu có phải là lớn tuổi hay là hết sức rồi, không phải. Cái cải tổ kỳ này nó nhiều vấn đề, chứ không phải là chỉ có cải tổ là mấy cụ lớn tuổi quá rồi bây giờ hết sức khỏe rồi đưa lớp trẻ thanh niên lên thôi, là không phải đâu. Cải tổ luôn cả tuổi trẻ nếu không làm được thì, và không có cái tư cách để mà đứng làm tổng bộ trưởng thứ trưởng thì chính phủ mình mới mạnh được chứ. Trong cái những bộ mà chúng tôi muốn nêu lên ở đây, ví dụ như bộ kế hoạch thì chính bộ sẽ lựa chọn một vài ủy viên đảng ủy văn phòng thứ trưởng của mình. Mà trong bộ kế hoạch thì tôi cũng xin đề nghị là chúng ta nên tìm nhiều ủy viên hoặc là nhiều thứ trưởng, trong đó có ví dụ như là ủy viên hoặc là thứ trưởng đặc trách kế hoạch về kinh tế tài chính, kế hoạch quốc gia. Cho nên cái bộ kế hoạch này cũng có thể mời mấy ông tướng, như là mời mấy ông sĩ quan cao cấp vào được mà, để làm thứ trưởng cũng không hẳn là chỉ có sĩ quan đâu, phải vậy. Ví dụ kế hoạch của quốc phòng để giúp cho bộ quốc phòng, và chính cái bộ kế hoạch này đưa lên cho văn phòng thủ tướng để mà duyệt cái chính sách quốc phòng, giao xuống cho bộ quốc phòng thực hiện. Ví dụ vậy, nó có một sự hỗ trợ như nhau rất là cần thiết. Đây là tôi gợi ý nha. Ví dụ lúc các thiếu hữu nghĩ mình như thế này mà mình đi lựa mời mấy người đó làm gì, cái ban bởi nó làm gì, cần thiết lắm mà. Cái nào có hữu lý thì các thiếu hữu đừng có cái chiếc mà có các cụ ngồi đây để mà sửa. Ví dụ là thứ trưởng hoặc là ủy viên về thông tin tuyên vọng, kế hoạch thông tin tuyên vọng, kế hoạch về thông tin như thế nào, tuyên vọng là làm sao, nó khác với cái bộ thông tin đấy. Tôi sẽ đi từng bước. Kế hoạch về ngoại giao đâu có phải là lúc nào cũng giao cho tổng trưởng bộ ngoại giao này lo hết mọi chuyện ngoại giao, không phải vậy. Nếu cái bộ kế hoạch này không lập được cái kế hoạch ngoại giao trong cái chiều hướng ngoại giao ngày mai đây, kinh phí ngoại giao ở bao nhiêu nước tốn hết bao nhiêu, thì lúc đó mới đưa ra bộ tài chính chuẩn chi ngân sách, thì bộ ngoại giao mới có được cái ngân sách đó để mới đi thực hiện được cái công tác ngoại giao chứ. Đấy, kế hoạch cũng phải được lập ra. Bộ phản gián là chống phản gián nữa chứ. Bộ kế hoạch đó, lập cái kế hoạch phản gián và chống cạnh tranh để giúp cho bộ an ninh, để giúp cho
Ủy ban tình báo chiến lược để giúp cho Đặc ủy tình báo trung ương của chính phủ của chúng ta, để giúp cho Bộ Nội vụ có một số dữ kiện và có một kế hoạch thực tiễn để các bộ đã thi hành được. Cho nên vấn đề kế hoạch phản gián, chống phản gián nó cũng là một cái kế hoạch cũng cần thiết. Ví dụ như là kế hoạch phát triển tổ chức trong thời gian chúng ta dòi gạt như thế này, bây giờ làm sao chúng ta có thể lôi kéo được nhiều thành viên? Thì tôi trình bày với phần ngày hôm qua, thì chúng ta phải có cái kế hoạch, tức là bộ kế hoạch này đưa ra một cái kế hoạch phát triển tổ chức bằng cách là tình trạng người ta đi về Việt Nam nhiều quá, vô bị chụp hình nó kia, thì cái kế hoạch chúng ta cũng đưa ra cái là ngay từ bây giờ chúng ta cho tổ chức vào đảng, cho vào đảng giữ bí danh vân 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 vân. Tôi nói ví dụ như vậy, nó cũng nằm trong cái bộ kế hoạch để phát triển rồi đưa xuống dưới thực thi. Bộ kế hoạch này đưa qua bên đảng nữa để nhờ để đề nghị đảng thực hiện qua cái chương trình của chính phủ tác động vân vân vân. Rồi bộ kế hoạch này cũng lập ra kế hoạch xâm nhập trong nước nữa chứ, phải không? Từ hải ngoại gửi về năm 6 theo cái đường dây của các một số đồng bào của chúng ta đang đi làm ăn buôn bán các công ty của nước ngoài, chúng ta có kế hoạch để gửi chuyên viên xâm nhập trong các tổ chức nhân đạo, từ thiện, tôn giáo vân vân, thì cũng phải có kế hoạch để xâm nhập chứ. Bên cạnh đó, kế hoạch yểm trợ những đồng bào trong nước đứng dậy và yểm trợ cho lực lượng của chính dịch Quân Sơn, các lực lượng kháng chiến tại quốc nội của chính phủ của chúng ta đó. Tôi nói ví dụ vậy thôi, thì tôi xin gợi ý thì các chiến hữu có lẽ đủ khả năng trình độ để làm, nhưng mà tôi sợ các chiến hữu quên, cho nên trong cái phần hôm nay tôi xin gợi ý nó là như vậy. Với cái trường đó chúng ta làm việc mệt mỏi, gọi là mệt nghỉ đấy chứ đâu phải. Mà đầu tiên muốn làm là cái gì? Nổi các ủy viên công cán này nè, đồng lý văn phòng và các ông thứ trưởng này không xây dựng cái bộ kế hoạch này khoảng 20 người mới đủ để mà làm việc, đúng không? Trong đó có quân đội, có những nhà thương mại, có những anh tài việt, có những nhà kinh tế, có những nhà tình báo, có những nhà y khoa, có rồi về vấn đề tuyên thông tin tuyên truyền, văn nghệ văn đường, đủ thứ chuyện hết. Nổi cái đó không đó, chúng ta cũng phải ráng tìm và xây dựng cho mình một cái start, cứ đưa một ví dụ điển hình của một bộ bộ khác cũng vậy thôi. Thế thì bây giờ chúng ta cũng nên, trong cái hội nghị này chúng ta cũng nên quyết tâm với nhau đi. Mình thấy những vết cũ đi hư hỏng hết rồi, ngày xưa giờ mình chưa đi vào chỉnh đốn cái nề nếp làm việc, chưa có cải tổ, chưa có tổ chức hiến chương, hôm nay chúng ta tổ chức được thì chúng ta quyết tâm với nhau đi. Trong vòng 3 tháng hoặc là 6 tháng đi, hoặc là 8 tháng đi, chúng ta quyết tâm phải xây dựng cho mình mỗi bộ phải có một cái cabinet như thế này, làm được không? Chúng ta dám cam kết điều đó không? Nếu cam kết thì bây giờ chúng ta hứa với nhau đi, thực hiện cho bằng được, chứ đừng để kéo lên thêm. Và cuối cùng 3 năm chỉ có một mình làm bộ trưởng, không có một người phụ trách thì cũng quá thật là khó khăn. Đó là lý do tại sao nó không phát triển, chính phủ mình có gì đâu, không có người làm. Rồi cuối cùng cùng là gì? Đi phá víu, tức là đi phá víu, ai cũng có thể sử dụng cho trong mọi phương diện, rồi người ta không có chuyên môn, cho nên nó lúng túng. Cái anh đó anh không biết tổ chức gì cả, anh không có khả năng để mà theo dõi chi tiết, đưa đón lên để nhiều lúc giao cho cái anh đó là nó hư chuyện hết đấy, gọi là phá víu. Có còn hơn không? Cái tính cách làm việc như vậy đó, tôi nghĩ chúng ta khó mà thành công lắm các chính phủ. Tôi ví dụ như là kinh tế đi, nhiều lúc chính phủ Hà Lan Quốc Hương Quốc nhận cái trách nhiệm này, có hai vị thứ trưởng do chính phủ bổ nhiệm, chứ không phải là do chính phủ Hà Lan Quốc, chính phủ Phạm Liên, chính phủ Thúy. Cái nhiều khi tôi cũng có thể cảm nhận được là chính phủ Hàn Quốc cũng biết là bây giờ giao hai vị này làm gì trong cuộc kinh tế đấy, nó có một số vấn đề khắc khoải lắm, và chính hai vị này nhiều lúc cũng biết mình phải làm cái gì đó. Nó có nhiều vấn đề mà chúng ta phải giải tỏa, là chúng ta quyết tâm phải
phải phải phải đưa nó lên để chương trình. Thực sự mà nói, Bộ Kinh tế cần rất nhiều nhân sự từ vấn đề soạn thảo cho kế hoạch kinh tế dài lâu của đất nước Việt Nam. Nói cái đó không cũng cần biết bao nhiêu là chuyên viên thôi. Mà một trong cái chương trình soạn thảo về kinh tế nó gồm có nhiều vấn đề lắm, chứ nó không phải chỉ có công kỹ nghệ không, hay là phát triển kinh tế về nông nghiệp, hay là phát triển hải sản, hay là xuất nhập cảng, hay là không phải được khai thác hầm mỏ không đấy. Nói mà nguồn tính tới cái chuyện kinh tế đất nước của chúng ta với hình công chữ S như vậy, với cái nguồn tài nguyên của chúng ta đang nằm ở dưới lòng đất và dưới lòng biển, cũng như ở trên rừng núi, biết bao nhiêu thứ chuyện chúng ta để làm trước, chưa nói là đối với vấn đề kinh tế và đại nước tạm đoàn của quốc tế và thế giới. Thì khi mà tôi có cái cảm nhận như vậy, thì đề nghị một số bộ, một số vị ngồi lại với nhau, và chúng ta làm sao tạo thành mình có một staff, một cái staff thì vững vàng, có một số kế hoạch cụ thể, không phải là các chiến lược phải viết thành một quyển sách dày như vậy gọi là một cái bộ cần thiết, mà có một số kế hoạch cụ thể. Kế hoạch đó hôm nay nếu mà ngân sách của chính phủ, Bộ Tài chính mà có tiền thì chúng ta thực hiện, mà nếu chưa có tiền thì chúng ta vẫn ghi vô trong đó là cái này chưa thực hiện được năm 1998. Đó nè, có như vậy cho nên cho mỗi bộ và các ủy viên, các thứ trưởng phải nhìn vô, họ cảm thấy rằng à như vậy cái kế hoạch này đưa lên chưa có tài chính cho nên chưa thực hiện, vậy thì chúng ta tìm một cái kế hoạch nào khác để hữu hiệu và đóng góp cho đại cục. Vấn đề một vài tổng trưởng khác mà tôi cũng đưa lên đây đề nghị các chiến hữu, bởi vì cái vai trò kỳ này chúng ta giải tán hội đồng điều hành trung ương, giải tán tổng vụ trưởng tổng vụ hải ngoại, cho nên các đoàn công tác Hoa Kỳ ở châu Úc Châu cũng như là các đoàn đại biểu cũng nên chú trọng một vài điểm mà hiện giờ Bộ Ngoại giao đang thiếu. Tôi thiết nghĩ là Bộ Ngoại giao cũng cần có một số các thứ trưởng về phụ trách ở Á Châu sự vụ, người Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, để giúp cho Bộ Ngoại giao khi tổng trưởng Bộ Ngoại giao về đến đó, cái vùng đó đã có một thằng thứ trưởng ở đó, anh lo hết mọi công tác. Và nếu không cần về đó đi chăng nữa, nhưng mà chính cái anh thứ trưởng đó, anh ở tại Âu Châu đó, anh vận động Tòa Thánh Vatican, anh vận động ở trong nước Pháp, nước Đức, nước Úc, nước Mỹ, Thụy Sĩ và Ủy ban Quốc tế Nhân quyền vân vân và vân vân, nó có nhiều điều. Tôi nói ví dụ như là 98 thành viên của chúng ta bị, nếu tôi bên đó tôi bị có chuyện gì đó, bị chết đi, thì những người ở tù mà bị trục xuất thì ít ra Bộ Ngoại giao chúng ta có một vị thứ trưởng binh ở Âu Châu hay là ở Mỹ Thân họ làm công tác đó liền, kêu gọi Ủy ban Quốc tế Nhân quyền, cái UNESCO hoặc là Freedom House vân vân. Thì cái vấn đề Bộ Ngoại giao này tôi nhìn thấy ở các Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu cũng còn có một số vị tình nguyện gặp gỡ đô đốc tổng trưởng Bộ Ngoại giao để đưa một số ý kiến và tình nguyện để nhận cái nhiệm vụ để thực hành, thực thi cái nhiệm vụ cho cái Bộ Ngoại giao. Bởi vì Bộ Ngoại giao vô cùng quan trọng, mà Bộ Ngoại giao này không phải vì các vị đại sứ hoặc là đặc sứ lưu động mà làm điều này đâu. Bởi vì lúc này chúng ta chưa có, thì các vị đại biểu của từng quốc gia hiện giờ cũng có thể giúp cho Bộ Ngoại giao này nhiều lắm, chứ không phải là tôi suốt ngày tôi chỉ làm đại biểu thôi của Ý Đại Lợi hay là của Sydney, của Úc Châu vân vân, hoặc là Canada đâu. Nếu có khả năng tại sao con làm công tác này với Bộ Ngoại giao, giúp cho Bộ Ngoại giao. Do vậy cho nên Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao trong chương trình cải tổ tới đây kiểu như là một chứ không phải là hai, mà có như vậy nó mới mạnh được. Thì hội đồng đại biểu là gì? Như là một đại sứ của chúng ta rồi, như là đại sứ rồi ở các nơi rồi, mà có thể gọi là đặc sứ được. Cho nên Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao kỳ tới này trong chương trình này bắt tay nhau chặt chẽ, thì tự nhiên chúng ta có một cái cuộc vận động người quốc tế có đối đầu với ta.
Tôi đưa ví dụ như là tổng trưởng bộ thông tin. Bộ thông tin rất là quan trọng. Nhưng mà từ trước đến giờ chúng ta cứ nói bảo là thông tin, nó khơ khơ vậy. Rồi cuối cùng tôi chờ cái đài phát thanh nói ngày chủ nhật chương trình là cái gì, một quốc với ngọn cờ gì đó ha. Vậy vậy là bộ thông tin đó. Không phải vậy là bộ thông tin. Cho nên tổng trưởng bộ thông tin nhiệm vụ là gì? Chia ra. Thứ nhất là đôi lúc cũng phải có một phát ngôn viên chính thức của bộ thông tin. Phát ngôn viên này có thể là phát ngôn viên chính thức của chính phủ đó, chứ đừng nói là bộ tin không đâu. Thì tôi hoàn toàn trách nhiệm trên cái tuyên bố đó. Một bản tin đưa ra là thay mặt cho chính phủ, thay mặt cho thủ tướng đấy. Và phải chia rõ nè, và cũng phải có staff đàng hoàng. Tiếp theo cũng phải có thứ trưởng phụ trách đặc trách về báo chí, đó nè. Một người đặc trách về phát thanh hoặc là truyền hình, rồi một người đặc trách về internet hoặc là điện toán. Cái bộ thông tin nó cần rất là nhiều. Nhưng rồi chúng ta cũng chưa có thành hình cái gì. Làm cũng còn rất là amateur. Mà ai cũng có thể nhảy vô làm bộ thông tin được hết. Tức là biên tập viên trở thành bộ ủy viên bộ thông tin. Rồi cuối cùng cũng không ai có cái quyền để duyệt bài của ai cả. Và cuối cùng nó làm đình trệ từ những tờ báo không ra được. Thì ra thì chưa ai quyết định cả. Đó là cái mẫu chuyện mà tôi nằm ở biên tự. Tờ báo liên đã lấy ao đẹp đẽ rồi cuối cùng không ra nổi. Cũng vì không phải là không có tiền, mà cũng không phải không có bạn, mà không ai có quyền để đứng dịch. Vì chúng ta chưa có một cơ cấu vững mạnh, và người tổng trưởng đó phải chứng minh cái quyền uy của mình để quyết định toàn quyền một số vấn đề. Muốn có được cái đó phải tự tạo uy tín lên, chứ không ai cho mình uy tín được cả. Tức là hy sinh khả năng đảm được. Nói đến bộ tài chính, chúng ta vừa rồi để ra cái bộ tài chính mới. Giờ này mình làm gì có ngân hàng mà làm tài chính? Đâu có thống đốc ngân hàng ở đâu, đã có nước, đã có dân mình đâu, ngân sách ở đâu mà làm tài chính. Tức là tài chính này là cái bộ này là con dưới zero đó, tức là thiếu nợ, tức là dưới zero phải không? Mà làm cái bộ này làm cái gì? Sai các chính phủ. Tôi xin gợi ý để mà các chính phủ làm việc. Bộ tài chính này nè, quan trọng lắm nhé. Ngày mai đó, trong nội bộ chúng ta cho mượn cả tiền nhà, tiền điện thoại, nó cúp. Ai xác nhận? Ta sẽ mượn cả. Rồi người ta có tiền, ta cho chính phủ mượn. Rồi cũng không có cái bộ nào thừa nhận hết. Nói bây giờ mấy chuyện này chắc ông Chánh hay ông chịu trách nhiệm cho giờ nói chi. Để ông về thì tính toán làm sớ táo quân đồ. Tôi nói ví dụ như Oklahoma. Tổ chức tôi nằm ở bên kia. Tổ chức đô đốc và trung tướng lên, rồi phái đoàn chính phủ qua lãnh bằng công dân dân dự cho tôi và một số. Rồi tôi cũng biết là ai chỉ thị để mượn tiền mượn bạc trên đó. Bây giờ tôi nhận cái sớ táo quân. Tôi không biết. Tức là đồng ý việc đó tốt. Nhưng mà đáng lẽ tôi qua cái bộ tài chính để một bộ tài chính xác nhận ha. Hôm nay theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ hoặc là Tổng Thư ký hoặc là cái gì đó có đề nghị là cái đại biểu đó, ông Tổng trưởng Thứ trưởng đó mượn tiền để tổ chức ở nhà hàng khách sạn để cho đón hai vị tướng lãnh lên thế nào kia. Rồi chính phủ sẽ chịu trách nhiệm khi là chính phủ có tiền trả. Thì ra bộ tài chính cũng phải có cái văn bản chính thức hoặc là cái hồ sơ, rồi chúng ta có nhiệm vụ cái thanh tốt. Cho nên cũng không ai hiểu cái gì cả trên cái bộ tài chính quan trọng. Rồi như vậy bộ thương mại là nay mai như ông Châu Trương như là làm ra tiền. Ông nói tôi làm ra tiền, tôi giữ tiền chứ. Tôi muốn chia ai thì chia một cái tôi chứ. Tôi mấy ông có làm ra tiền à? Đâu có được đó. Làm ra tiền bộ thương mại bộ gì cũng phải nộp về bộ tài chính chứ. Giữ số vốn đó thôi chứ. Để mà làm việc thôi chứ. Còn ngân sách đó là ngân sách của chính phủ mà. Sau khi trả lương cho cán bộ rồi hết rồi, ngân sách của chính phủ mà. Phải chuyển về cho bộ tài chính. Bộ tài chính có nhiệm vụ giữ số tiền đó. Và muốn chi ra cũng có cái lệnh lạc đàng hoàng. Đấy. Quan trọng không? Tôi nói thí dụ như ngày mai mình bán được cái bond đi.
98 triệu rồi nhé. Nó giỡn chơi thôi nha, đừng có hy vọng. Thế bây giờ cái tiền nó đưa cho ai giữ? Tôi giữ à? Ai được? À, ai đứng đây giữ? Đưa cho giáo sư Ngô Trọng Anh à? Phải không? Tôi không có làm được chuyện đó. Tôi đi chạy mượn tiền để nuôi quân thì tôi đi. Bây giờ không có tiền tôi phải đi mượn để nuôi quân. Chứ mà giao đó là tôi không dám à. Trong cả cuộc đời của tôi đi đấu tranh như thế này, tôi đâu có để cho đồng tiền đốt cả nhân dịp của tôi. Hy sinh phi lý quá vậy. Mà tôi có cái quyền đó mà. Tôi cần gì phải giữ. Tôi ra lệnh ai cũng phải chi mà. Tôi cần giải quyết cái gì là không được. Ai dám cấm cản, tôi làm cái lương tâm của tôi. Cho nên tôi thật với các chiến hữu là cái bộ tài chính nó quan trọng đó. Nó là một cơ quan để chứng minh về việc quang minh chính đại của nội các hành pháp của chúng ta, trong đó các những người lãnh đạo của chính phủ cần thì bộ tài chính này đứng ra công khai hóa, bạch hóa với tất cả mọi người trong hội đồng nội các, an ninh quốc gia, cố vấn và nếu cần điều trần trước đồng bào. Chứ không có cần thì tôi phải ra, không cần việc tôi ra đi nói chuyện với ai. Và uy tín có được hay không trong chính phủ cũng là bộ tài chính đã chứng minh. Nếu lượm thuộm là làm không đúng thì chính phủ này cũng bị mang tiếng, đúng không? Đấy. Do vậy cho nên cái bộ tài chính cũng cần thiết và cũng phải tổ chức cho đàng hoàng nhé. Chứ không phải là một người làm nổi đâu. Tôi chưa nói cái chuyện là sau này mà nếu chúng ta có quần đảo mà lập được ngân hàng nhỏ nhỏ đó thì bộ tài chính có thống đốc ngân hàng. Ví dụ một vài bộ khác, ví dụ như là bộ an sinh xã hội, quan trọng lắm. Chính sách mà lo cho các gia đình của các chiến sĩ đi hy sinh, đi dấn thân. Nếu mà không làm được điều đó thì đối với chính sách này thì chính phủ mình không có ý nghĩa. Nó là chính sách hàng đầu. Bên cạnh đó, từ trước đến giờ chúng ta cũng quên có một điều là chúng ta không có đi sâu vào các tôn giáo, quan hệ với các tôn giáo. Cho nên an sinh xã hội đó cũng đi vào tôn giáo vậy. Gắn liền chính phủ với các tôn giáo trong một quan hệ hết sức là mật thiết. Đừng để cho chúng ta phải đứng tách rời xa ra. Bởi vì mỗi chúng ta trong này ai cũng có tôn giáo mà lại chúng ta không gắn liền. Lý do tại sao? Đấy. Và trước bây giờ chúng ta cũng chưa mời được ông linh mục nào đến dự trong chính phủ chúng ta một buổi nói chuyện nào, đúng không? Chúng ta chưa có được ông thượng tọa, ông đây là ông hòa thượng Thích Trách Nhượng. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta không mời mục sư? Tại sao chúng ta không mời ông cha, ông linh mục, ông hồng ý, đức cha? Lý do gì mà hoàn toàn là chúng ta cứ mời Phật giáo không tôi sao? Nó có được. Như vậy thì chính phủ mình chưa có sự yểm trợ về mặt lãnh đạo tinh thần. Thiếu trầm trọng. Công tác này là công tác mà thiếu sự yểm trợ. Và chúng ta cứ sinh hoạt trong khuôn khổ mà không có sự yểm trợ và che chở của các vị lãnh đạo tinh thần, mà các vị đó vô cùng quan trọng đối với chính phủ của chúng ta. Rồi chúng ta cũng tự xa cách với cộng đồng. Cho nên trong cái bộ an sinh xã hội này cũng phải tổ chức làm sao chúng ta gắn bó với các cộng đồng Việt Nam chúng ta ở ngoài khắp nơi trên thế giới. Đặt trách một số cán bộ nằm trong khu vực của đại biểu hội đồng đại biểu đó phụ trách trực tiếp với bộ an sinh xã hội để giải quyết những cái vấn nạn mà nhận lệnh từ trung ương đi về thẳng, chứ không phải là để đợi hội đồng đại biểu đó phải làm chuyện đó. Và tôi cũng thấy rằng trong chính phủ chúng ta cũng phải thực thi các cái chương trình về nhân đạo, humanitarian. Chính phủ chúng ta đôi lúc cũng phải tổ chức những phòng khám bệnh miễn phí, như tôi đã tổ chức cái nhân quà trước đây. Và chúng ta cũng có thể tổ chức những đoàn, những toán làm việc nhân đạo, thử máu, phát thuốc, nhé. Khám bệnh miễn phí 1-2 ngày ở các thành phố, ở các tiểu bang nào đó, các địa phương, kêu gọi
Tổng trưởng Bộ An sinh xã hội kêu gọi đề nghị Hội đồng đại biểu phối hợp với Bộ Nội vụ, phối hợp với các bộ khác nữa, để làm sao chúng ta lên một cái công tác nhân đạo, để chúng ta lấy làm chậm. Sau này chính phủ của chúng ta mới có chính nghĩa và mới được dân bầu chứ. Mà chúng ta phải xây dựng ngay từ lúc ban đầu chúng ta bắt đầu xây dựng cái chính phủ này. Đâu có thể nào chúng ta chỉ xây dựng bộ này khi chúng ta về nước không đâu. Mà nó rất cần thiết. Tôi chưa nói đến chuyện hiện giờ lo cái công tác tại trong nước và ở bên biên thường về công tác xã hội, anh chị xã hội. Và trong đó chúng ta cũng không quên là lập ra một vài ủy ban trong cái Bộ An sinh xã hội và yểm trợ các thành viên chính phủ và gia đình của các thành viên. Tức là người ta đi không cần phải đi công tác ở đâu hết, mà gia đình của các chiến hữu chúng ta gặp phải khó khăn, chuẩn bị gần tắt thở ở nhà thương rồi, không có insurance, accident, đủ thứ mọi cõi chuyện trên cõi. Hoặc là đám cưới, đám hội, tang chế, chúng ta không có lo cái chuyện này. Đâu có được. Bộ An sinh xã hội rất là nặng nề để làm. Thực sự nó nhiều bộ lắm. Thì đại cương nếu tôi nói suốt đêm nó cũng hết. Nhưng mà chính nhiên giáo sư Hà Thu Việt đã nói rồi. Nhưng mà tôi muốn gợi ý lên để cho chúng ta làm sao chúng ta thực hiện cho nó chuyện tròn. Và hứa hẹn với nhau là chúng ta sẽ xây dựng cái staff của mình đừng có chậm lắm, đừng có kéo dài lên thôi. Bên cạnh đó, mỗi bộ và mỗi tổng trưởng thì dĩ nhiên cũng có đủ khả năng để tạo cho mình cả một cái location để hoạt động. Ví dụ như là tạo ở tại một cái khu vực nào đó gần văn phòng của chúng ta, gần nhà chúng ta, cũng phải có vài cái bàn, vài cái ghế, cũng có cái số phương để mình liên lạc bộ này liên lạc bộ kia, rồi thủ tướng văn phòng cũng liên lạc được, bộ nào cũng liên lạc được, một cái fax tối thiểu. Chứ không phải là bây giờ là chị gửi lên cho cái văn phòng gì đó phó thủ tướng ở trên đó, mà nếu mà chị Mai mà đi vắng rồi thì chỉ có nhận được cái answer machine, rồi chị Mai đỡ đi về rồi bắt đầu mới liên lạc. Tôi nói thật là như vậy thì cũng chết. Mà những chuyện nó không khó gì các chú hữu ơi, một cái máy fax nó không có là cái gì cả, một cái đường line điện thoại nó cũng không có gì là có vui cả. Một bộ mà không làm được tự lực cái chuyện đó cũng ai sai hết, chính mình sai mà. Thì cả một hệ thống liên lạc của chúng ta chuyển tin tức, quả thật là chúng ta không thể nào mà phát triển được cái bộ của mình và trong hội đồng pháp quốc gia như vậy. Càng ngày nó ra đó, một vài điều mà tôi xin chia sẻ đêm hôm nay về cái cơ cấu tổ chức của chúng ta. Tôi mong rằng các quý vị hiểu cho những gì tôi muốn nói. Và kể từ hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ không phải vấp phải những cái tình trạng trước đây nữa. Còn khi mà chính phủ mạnh rồi thì các chiến hữu không cần đừng có nghe những gì tôi nói, và cũng có tất cả để mà được. Nhưng bây giờ chính phủ đang bắt đầu, sau một năm chúng tôi ở bên kia. Cảm ơn các chiến hữu.